Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Người và Việc do Đinh Sinh Long thực hiện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ phỏng vấn giáo sư Trần Quang Quyến và giới thiệu cuốn biên khảo Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn của ông. Ông Trần Quang Quyến khởi đầu là một giáo sư toán tại các trường trung học ở Sài Gòn. Ông còn là chuyên viên của Hội đồng Kinh tế Xã hội, là giảng sư môn tài chính sĩ nghiệp tại Trường Chính trị Kinh doanh, Viện Đại học Đà Lạt. Và sau đó, ông là một thành viên ban tham vấn của Quỹ Phát triển Kinh tế Quốc gia. Sau 1975, ông là một chuyên viên tài chính của Ngân hàng Thế giới ở Hoa Kỳ. Đặc biệt, ông Thái Minh Trần Quang Quyến còn là một nhà nghiên cứu về tướng mệnh rất nổi tiếng. Ông là tác giả của cuốn biên khảo Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong chương trình này. Hiện nay, ông Trần Quang Quyến đã về hưu và dành nhiều thời giờ cho những hoạt động xã hội và từ thiện. Như chúng ta đã biết là từ 2 năm nay, cuốn sách Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn của Thái Minh Trần Quang Quyến đã được độc giả ở hải ngoại cũng như ở trong nước đón nhận rất nồng nhiệt. Giới nghiên cứu học thuật đánh giá tác phẩm này là một công trình biên khảo công phu và đặc biệt về tư pháp. Đã có nhiều chương trình phỏng vấn tác giả trên báo, trên đài truyền thanh, đài truyền hình và hiện được lưu trữ trên các trang mạng Internet và YouTube. Qua đó, tác giả đã nói rõ về nội dung và đặc điểm của cuốn sách này, cũng như là đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến tướng mệnh của một con người. Tuy nhiên, còn một vấn đề rất quan trọng cần được nêu lên là có mối liên quan nào giữa tướng mệnh của người cầm quyền với vận mệnh của một đất nước hay không? Để trả lời, xin mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với giáo sư Thái Minh Trần Quang Quyến, tác giả cuốn biên khảo Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn sau đây. Dạ, thưa ông, trước khi đi vào cái đề tài chính của cái buổi nói chuyện hôm nay, thì chúng tôi muốn hỏi một câu về cụ Diễn, tức là trước 75. Cụ Diễn là một người rất nổi tiếng trong lĩnh vực tướng pháp ở miền Nam Việt Nam. Thì trong đời thường, cụ Diễn là ai và cụ Diễn sống như thế nào? Cụ Diễn là người sinh quán ở Hưng Yên, Bắc Phần năm 1905 và mất năm 1974. Cụ là một người rất là bình dị, từ quần áo cho đến cách ăn mặc, cụ rất là bình dị. Chỉ có mặc một cái áo màu nâu nhạt, một cái quần xám, đi đôi dép và nách, kẹp một cái cặp nhỏ để ghi chép với lại những đồ dùng hàng ngày, một số đồ dùng hàng ngày. Cụ Diễn là một người mà sống với bạn bè và những người thân thuộc, không có giao thiệp rộng rãi như những người khác. Cụ thương con cái trong nhà, lo toan cho bạn bè hết sức mình, không nề ngày đêm. Đối với súc vật, cụ cũng thương yêu chúng nó như là thương người ta vậy. Và đối với người thì cụ không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giai cấp xã hội. Đối với một người là tổng trưởng, cụ gọi là tiên sinh, thì đối với người tài xế trong tổng trưởng đó, cụ cũng gọi là tiên sinh, không có phân biệt giai cấp trong xã hội như là người đời thường. Cụ đã nổi tiếng cho vì rằng là cái tài mà nhìn về tướng mệnh của những cá nhân, đặc biệt là kể cả những các cái người cầm cái vận mạng đất nước trước 75. Cho nên là hình như cụ đã được mệnh danh nhiều cái từ ngữ rất đặc biệt. Vâng, cụ đã được mọi người gọi là thần tướng, cụ đã bị mọi người gọi là thầy ma só. Nhưng mà đối với cụ thì cụ nói rằng là những cái tên mà nó quá đáng thì nên tránh cho tôi. Không nên gọi là thần thánh, vì thần thánh chỉ có các vị ở trên trời, chứ còn người thì chỉ có là người có thiên tài, đó là ghê gớm lắm rồi, không nên dùng những chữ thần tướng nào kia. Dây như ông là một người đã có cái duyên gặp cụ và thụ huấn những cái tài năng của cụ, và đã trong 9 năm cũng như là đã thực hiện cái đó qua 45 năm ở trong nước cũng như ở hải ngoại, và bây giờ ông lại gom góp tất cả những kiến thức đó để trình bày trên một cái cuốn biên khảo gọi là Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn. Ngô Hùng Diễn đây tức là cụ Diễn. Thì thưa ông, cuốn sách này đấy là nó dày 300 trang khổ lớn, mà nó có một nội dung rất là phong phú, gồm có 14 chương
đề cập tới tất cả mọi lĩnh vực của tướng pháp về căn bản cũng như về chuyên môn, thì một câu cần được đặt ra ngay là có tin được ở tướng pháp không? Đó có phải là điều huyền bí nhưng mà mê tín không? Và nếu như là ta tin được ở tướng pháp một cách khoa học, thuyết phục được, thì biết tướng pháp, biết nhìn ra tướng pháp để làm gì? Công dụng gì? Tướng pháp nó là tập hợp những cái điều tin tưởng của dân gian từ đời này sang đời khác. Và cái người mà nghiên cứu tướng pháp, họ thu thập tất cả những cái kinh nghiệm của dân gian lại và hệ thống hóa nó thành những cái môn thực nghiệm gọi là tướng pháp. Nó đúng hay sai không phải là cái môn học đó đúng hay sai, mà cái người mà sử dụng môn học đó có nghiên cứu đến nơi đến chốn, có giữ cho cái lòng mình nó vô tư trong lúc mà tiên đoán hay là chiêm nghiệm về đời người khác, và cái cách cái người đó nói ra cái sự thật mà mình biết được cho người nghe để cho người ta khỏi có bị xúc động quá đáng. Thì ra vấn đề đặt ra là nó giống như tất cả các khoa học thực nghiệm khác, nếu mà dữ kiện mình thu thập đầy đủ và mình có một đầu óc phân tích có chi tiết, có hệ thống, thì cái kết luận có thể đáng tin được. Là vì chúng ta vẫn thường nói rằng là phải có lý mới được, lý mà đã không đúng thì kết luận không thể nào đúng được. Vâng, thế thì bây giờ thì chúng ta đi thẳng vào trong cái đề tài chính của cái buổi nói chuyện hôm nay. Như chúng tôi đã có dịp trình bày với ông là chúng ta tìm cái câu trả lời, nhìn tướng của một người lãnh đạo có thể đoán biết được, nhìn ra được cái vận mệnh của một quốc gia hay không. Hôm nay thì tôi xin đặt một số những câu hỏi, lấy ra những các cái trường hợp tiêu biểu để ông có những lời dẫn giải về vấn đề này. Thì trước hết là về trường hợp mà tướng Dương Văn Minh của miền Nam Việt Nam. Thì thưa ông, trong cái cuốn sách này ấy, ở trang 254 có ghi là cụ Diễn đã nói như thế này về tướng Dương Văn Minh. Tôi xin trích nguyên văn lời cụ Diễn: anh này vô tài, không thể cứu nước được, đụng đâu hư sự tới đó, vứt đi. Thì ông cắt nghĩa thế nào về mặt nhìn tướng học này? Trước khi đi vào tướng của đại tướng Dương Văn Minh, thì tôi xin nói qua một chút xíu là cái tướng, xem tướng của người lãnh đạo và tương lai của đất nước, của đất nước của cái người đó, bằng cách là so sánh rất là giản dị. Mình nhìn con cái của một gia đình, mình có thể biết được là bố mẹ những đứa trẻ đó như thế nào. Mình nhìn bố mẹ của những đứa trẻ, mình có thể biết là tương lai của những đứa con như thế nào. Thì trong nước cũng vậy, nhìn vào người lãnh đạo, mình biết là người dân đó sẽ ra làm sao. Mình nhìn cái đời sống, cái thực tế đối với những người dân của một nước, mình có thể đoán được là cái giai đoạn đó, cái người lãnh đạo của cái nước đó ra làm sao. Ông Dương Văn Minh là một người mặt mày, mặt rất nhiều thịt, nhễ nhại. Một cái người như vậy là mua chuộc dễ dàng, không có bản lãnh gì cả, chỉ có tiền bạc, địa vị là có thể mua chuộc đứt người đó. Cái thứ hai nữa là cái môi trên nó đè môi dưới, nó lè thè, nó chìa ra. Trong tướng chúng tôi gọi là môi trên đè môi dưới. Những người như vậy thì nói 10 câu không có câu nào tin được cả. Họ nói là cần nói lợi cho họ thì họ nói, và huynh hoang tự phụ. Cảm ơn ông đã cho anh một số những các cái chi tiết về phương diện về nhân tướng, về ông tướng Dương Văn Minh. Thì cử tọa sẽ dùng đó để mà chiêm nghiệm, đối chiếu với những cái sự kiện sự đã xảy ra cho miền Nam Việt Nam. Vâng, thế còn về trường hợp mà tướng Thiệu đó, tức là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của Việt Nam Cộng Hòa đó, thì theo dư luận của giới thân cận thời đó với chính quyền, thì cho rằng là bằng cách nào đó là ông Thiệu có mời cụ Diễn làm cố vấn. Thì ông cũng là cái chỗ thân cận với cụ Diễn. Thì ông biết thế nào về chuyện này? Vâng, trước khi trả lời câu hỏi đó của anh, tôi xin nói thêm một câu mà cái chữ anh dùng rất là đúng, là chiêm nghiệm. Những điều chúng tôi trình bày ở đây cũng như những điều chúng tôi trình bày ở trong sách không thể nào nói hết lên được những cái điều mà chúng tôi muốn nói. Thành thử ra những điều chúng tôi trình bày chỉ là để góp ý với quý vị, trình bày một câu chuyện với quý vị, và xin quý vị chiêm nghiệm để xem cái sự thật nó xảy ra như thế nào, và có những điều gì khả tin và điều gì không khả tin thì quý vị tự làm
quyết định lấy. Ông Nguyễn Văn Thiệu chưa bao giờ dùng cụ Diễn là cố vấn hết. Ông Nguyễn Văn Thiệu có sai người đến gặp cụ Diễn và mời cụ vào dinh 3 lần và cụ đều từ chối hết. Thì tôi lần nào tôi cũng khuyên cụ là mình nên nghĩ lại. Và cuối cùng cụ nghe tôi là vì tôi nói rằng là cụ vào trong dinh độc lập gặp ông Tổng thống Thiệu không phải là giúp ích cho ông Tổng thống Thiệu, mà giúp ích những gì mà ông Tổng Thiệu có thể làm cho dân chúng đỡ khổ, mang an ninh lại cho dân chúng. Ông Thiệu đối xử với cụ hết sức là có tình, có nghĩa, kính trọng cụ. Khi mà cụ vào trong dinh bao giờ ông bà cũng đưa con cái ra để mà chào hỏi, nhận là bông ngoại. Nhưng mà có một cái điều ở ngoài không ai biết là cụ Diễn nói cái gì với ông Thiệu thì tôi không nhắc lại ở đây, là vì cái đó là chuyện kín giữa cụ với ông Nguyễn Văn Thiệu. Nhưng mà có một điều mà cụ nói với tôi là trong 6-7 năm mà cụ Diễn đi vào trong dinh thăm gia đình ông Thiệu, ông Thiệu chưa hề bao giờ hỏi cụ Diễn một câu nào. Nhưng nói rõ ra tức là không hỏi về tướng mạo, về cá nhân của ông ta cũng như là về đất nước, không bao giờ hỏi. Nhưng mà ông Thiệu, mọi người mới nói rằng ông Thiệu như vậy là khôn lắm, là vì cụ Diễn vì tình thân với nhau, cụ Diễn sẽ nói nếu mà có chuyện gì xảy ra cho cá nhân ông ta, mà cái điều mà có thể xảy ra là những sự nguy hiểm về thể xác cho gia đình hay cho ông ta, thì nếu có thì cụ đã nói, mà không nói tức là không có. No news is good news. Thế thì ông Thiệu cũng không hỏi gì về mặt tướng mạnh với cụ Diễn, thì cứ coi như là cái ảnh hưởng của cụ Diễn về ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là không có gì. Không có gì cả. Dạ thưa ông, thế bây giờ thì thử lấy một vài cái thí dụ về trường hợp những người lãnh đạo của phương Tây. Mà xin nêu lên cái trường hợp ấy là Stalin của Liên bang Xô Viết ngày xưa. Thì ông xem cái tương quan giữa cái nhân tướng của Stalin với lại cái chế độ cộng sản hà khắc đó, nó như thế nào? Trước khi mà nói về Stalin, tức là rời cái vấn đề ở Việt Nam ra, thì tôi xin nói thêm một chút xíu nữa, nó có cái đuôi giữa người Tây Phương và người Việt Nam, tức là trường hợp của Kissinger đối với lại Việt Nam. Thì khi mà học tướng, thì cụ đã chỉ cho tôi rất kỹ lưỡng về tướng của Kissinger là chán, hắn trông như là dãy núi, người rất là mưu lược. Tóc nó hắn xoăn tít vào nhau, là người cố chấp một cách khủng khiếp, giữ ý một cách khủng khiếp. Thành thử ra vấn đề Việt Nam mà giao vào tay Kissinger thì Việt Nam này dù là tài giỏi đến thế nào chăng nữa, người lãnh đạo tài giỏi thế nào chăng nữa cũng không có làm gì xoay chuyển được vận nước. Nếu mà Kissinger đã muốn thì là trời muốn, không ai làm gì được hết. Thì cụ có lấy một cái thí dụ đùa với nhau, cụ bảo là ví Kissinger như là một người chủ cho thuê nhà. Một hôm hắn đến đòi tiền nhà của một người thuê trễ hạn, thì hắn có bảo người kia là anh phải trả tiền ngày mai cho tôi. Thì ông này than túng thiếu nọ kia và kể ra là ngày xưa bố tôi đã giúp bố anh bao nhiêu những trường hợp cần thiết. Thì Kissinger cảm ơn, xong rồi bảo là nhờ cái sự giúp đỡ đó mà ông đậu được bằng tiến sĩ. Thì Kissinger cũng cảm ơn, nhưng mà khi bắt tay ra cửa từ giã nhau thì Kissinger có nhắc lại với cái người thuê nhà một câu là nếu mai anh không trả tôi vất đồ anh ra ngoài. Thành thử ra Kissinger chỉ nghĩ đến quyền lợi của ông ta, không bao giờ nghĩ đến quyền lợi của Việt Nam trong vấn đề mà thương thảo với Bắc Việt ở hội nghị Paris cả. Đấy, oái oăm rằng là chính là cái con người của Kissinger như vậy, nó cũng giống như thái độ của Hoa Kỳ đối với lại Việt Nam trong cái giai đoạn đó. Vâng, thành thử ra ông Thiệu bị trách cứ là đã là để mất miền Nam, không phải như vậy. Mỹ và qua Kissinger câu chuyện nó xảy ra như thế vì quyền lợi của ông ta và quyền lợi của nước Mỹ. Stalin là một cái trường hợp của một người lãnh đạo mà tàn nhẫn nhất thế giới, không biết là so với Mao Trạch Đông thì ra sao, nhưng mà lộ liễu nhất là Stalin là người đầu tiên tàn nhẫn nhất, nhà lãnh đạo tàn nhẫn nhất thế giới. Thì ông ta có cái tóc dựng đứng lên, mặt vuông, tóc dựng đứng là người làm chuyện dữ, chuyện tàn sát, chuyện máu chảy.
Mặt vuông là người mà kiên trì, nghĩa là không ai lay chuyển được ý. Nhưng mà đặc biệt là thịt ông ta nó như là ván ép, nó cứng, nó như là sắt vậy. Cái người đó nó tàn nhẫn, nó giết cả triệu người không không nháy mắt. Chính nhờ vì cái tướng tướng diện của ông ta như vậy, và ông ta giết bao nhiêu triệu triệu mấy chục triệu người mà ông ta không có đổi lòng. Bạn với ông ta cũng thế, mà thù với ông ta cũng vậy, ông ta đều giết cả. Và lịch sử đã chứng minh. Lịch sử đã chứng minh cái đó. Thưa ông, thế còn Gorbachev là một người mà xoay chuyển cái chế độ Liên bang Xô Viết. Ông Gorbachev, ông ấy là một cái người mặt tròn, da trong, thịt ống trong trong suốt. Thì một cái người mà mặt tròn, da trong suốt đó, người ta dễ bị xúc động lắm và yếu lòng lắm. Vì thế mà cái trán của ông ấy có cái bớt màu đỏ nó che cái trán. Người ta ví gọi là mặt trời có mây mù che phủ. Thành thử cho tương lai của ông ta cũng sẽ qua một cái giai đoạn ngõ vào, đi vào ngõ cụt. Đó là lý do tại sao ông ta phải sống bất quyền. Nhưng mà cái bất quyền đó bắt nguồn từ cái lòng thương người của ông ta mà ra. Cho nên ông Gorbachev là người có công với nhân loại. Nhưng mà không được hưởng. Không được hưởng. Và hình như bây giờ người ta cũng quên lãng nhiều. Nhưng mà lịch sử sẽ để ông vào đúng cái vị trí của ông sau này. Vâng. Bây giờ còn quá sớm để mà kết luận. Thế thì cái người mà thực sự được hưởng ấy lại chính là Putin. Putin là một cái tên khủng khiếp. Vâng. Tên cáo già chính trị. Là địch thủ của Putin thì chỉ có thua thôi. Không có thể ai thắng được ông ta cả. Bởi vì mắt ông ta nó dúi vào trong chân mày. Tức là một người họ tính cả đến mấy chục năm trước khi mà họ bước một bước. Cái thứ hai nữa là tướng ông lừ đừ, mắt ông lại lừ đừ nữa. Là cái người mà thâm trầm không ai hiểu được. Và ông ta có đủ, cái người mắt lừ đừ người ta có đủ khả năng để tìm kiếm lời giải cho những cái vấn đề khó khăn nhất một cách rất là tế nhị. Cũng tựa như ông bên Việt Nam chúng ta có một người cũng có cái mắt lừ đừ như vậy. Tức là Đại tướng Trần Thiện Khiêm, Thủ tướng ở Việt Nam, miền Nam Việt Nam cũng có mắt lừa đừ. Nhưng mà ông Trần Thiện Khiêm còn nói lý nhí nữa. Một người mắt lừa đừ mà nói lý nhí thì là tình báo, làm có khả năng về tình báo. Thì ông Putin cũng ở trong ngành tình báo mà ra. Nhưng mà ông Putin, ông ấy khủng khiếp lắm. Vâng, thưa ông, thế thì đã nói về Nga thì bây giờ ta lại phải nói một chút về Hoa Kỳ. Ông nghĩ thế nào về ông Tổng thống Kennedy mà ông ấy bị chết thảm trong cái vụ ám sát 1963? Tôi có viết gia đình Kennedy có một cái nợ máu hay là một cái nợ gì đó truyền kiếp. Thành thử cho tất cả những người mà trong gia đình Kennedy mà nổi tiếng hoặc là có khả năng để nổi tiếng đều bất đắc kỳ tử hết. Hoặc là đều thân bại danh liệt hết. Tôi có viết cái đó cho Thượng nghị sĩ Ted Kennedy và tôi nói với ông ta rằng tôi có thể góp ý kiến với ông ta một chút về cái chuyện đó. Là vì nó biểu lộ trên tướng của Tổng thống John Kennedy là cái trán hẹp và hai bên thái dương của ông ta nó lép xuống và nó lồi lõm. Một cái người như vậy đi vào đường chiến đấu thì chỉ có thua thôi. Là vì cái góc trán và cái chỗ góc hai mắt nó nói lên cái tướng diện của một người khi mà đi vào con đường tranh đấu thành công hay không thành công, dễ hay là không dễ. Mà ông Kennedy như vậy thì đi vào đó chỉ có chết. Ngoài ra Phó Tổng thống Johnson thời đó, cái trán ông ấy đẹp như cả một vùng trời mà khỏe khủng khiếp. Thành thử ra có một người partner với mình mà người ta khỏe như vậy mà mình yếu như vậy thì cái luật tự nhiên là người yếu, người khỏe sẽ lên và người yếu sẽ đi ra. Và cuối cùng là ông ấy lên là... Tối đầu ông Johnson lên. Nhất là thêm một cái nữa là bà Kennedy, Jacqueline Kennedy, bà ấy người mình mỏng, thành thử ra không được hưởng, cái số không được hưởng. Nhưng mà chán bà ấy tốt, thành thử ra bà có danh vọng. Đó là lý do tại sao ông Kennedy lên là Tổng thống rồi mới mất. Thưa, trong cuốn sách ông có đề cập đến cái tướng mạnh của người phụ nữ, tức là của cái người vợ, ảnh hưởng rất nhiều đến cái tướng mạnh, cái sự nghiệp của người đàn ông. Thì cái trường hợp mà bà Kennedy có lẽ là tướng mạnh nó yếu, không có đủ đỡ ông Kennedy chắc. Trường hợp của Tổng thống Kennedy chỉ là một trường hợp. Ở trong tướng như tôi nói một câu tổng quát, nó như là một thứ định đề trong toán học, là đúng không cần phải chứng minh. Là người đàn ông mà không có người đàn bà giúp
thì cái thành công chỉ là thành công nhỏ, thành công không đáng kể. Nhưng mà để có một cái sự thành công lớn lao, vang danh toàn quốc, vang danh thế giới, thì phải có người đàn bà giỏi giúp đỡ. Như là Tổng thống Reagan chẳng hạn, bà Reagan là một tướng bạch điều, sang trọng, chừng mực. Thành thử ra Tổng thống Reagan không đủ để mà làm Tổng thống, nhưng mà vì có người vợ như vậy, cho nên đã đủ để có thể làm Tổng thống, và Tổng thống để lưu danh muôn thuở. Tổng thống Bush, Bush bố, phó Tổng thống của Tổng thống Reagan, ông ấy người mềm mỏng, làm Bộ Ngoại giao được, làm Tổng trưởng Ngoại giao được, làm CIA được, làm một ông nhà buôn được, nhưng mà làm Tổng thống thì hơi quá đáng. Nhưng mà nhờ bà Bush là tướng mệnh phụ phu nhân, tướng ngũ đoàn, chán vuông, người đi đứng vững chãi như là tảng cả quả núi di chuyển, thành thử ra ông đã lên được tới Tổng thống. Thế còn về Tổng thống Obama hiện giờ với lại Michelle, ông nghĩ thế nào? Tổng thống Obama thì là một tài tử nhiều hơn là một Tổng thống. Ông ấy không có tha thiết với chức Tổng thống như là những vị Tổng thống khác. Cái đó lý do giản dị là cái tai ông ấy phần trên nó mỏng, tức là một người mà coi chuyện đời giống như vở kịch vậy. Ông ấy đóng vở kịch cho nó xong 4 năm, xong đóng vở kịch nữa xong cho nó xong 8 năm. Nhưng mà sang cái vận thứ hai đó, thì cái tai ông nó mỏng. Thành thử ra rất có thể là ông sẽ gặp những cái khó khăn nguy hiểm và có thể nguy hiểm với tính mạng. Nhưng mà nhờ ông lên được Tổng thống, ông duy trì được cái chức vụ Tổng thống của ông 2 kỳ, và ông ấy bảo vệ được cái mệnh của ông là nhờ bà Michelle Obama. Tại sao? Bà ấy có tướng trông giống như cái chum. Thành thử ra hỗ trợ cho chồng rất nhiều. Người nào lấy bà ấy, không phải Tổng thống Obama, mà ai lấy bà ấy, thì công danh cũng lên tới địa vị đáng kể. Nhưng mà cái tướng chung úp nó có một cái luật của nó là lấy thì lên đấy, ở thì lên đó, thì may mắn đấy, thì không có họa đấy. Nhưng mà bỏ ra thật sự, tức là xé ra thú, hoặc là bỏ ra bằng cái lòng của mình không còn ở với người vợ nữa, cũng đủ để có thể gặp tai họa chết được. Hiện nay ta xin quay sang bên phía Đông để xin ông nói về Tập Cận Bình. Tập Cận Bình tức là chủ tịch của Cộng sản Trung Quốc hiện nay. Thì ông Tập Cận Bình là tướng sư tử, ông không thua kém gì tướng của Mao Trạch Đông hết. Ông sẽ là cái người mà tạo một cái sự nghiệp như ông Mao Trạch Đông hoặc là lớn lao hơn ông Mao Trạch Đông. Và trong cái con đường để mà tạo cái sự nghiệp lớn lao hơn ông Mao Trạch Đông, thì ông Tập Cận Bình sẽ gặp rất nhiều những cái nguy hiểm. Nhưng cái má của ông nó vuông, thịt nhiều, má vuông, tức là người cương quyết một cách tuyệt đối, không ai lay chuyển được ông ấy cả. Không có ai có thể đe dọa được ông để ông từ bỏ cái điều ông muốn làm. Nhưng mà cái đó cũng là một cái con dao hai lưỡi. Nếu ông ấy làm mà nó thành thì thành khủng khiếp, còn nó bại cũng bại khủng khiếp, không có tình trạng lui trở lại được. Nếu ông ấy bước một bước về đằng trước thì ông sẽ không có cơ hội bước một bước về đằng sau. Thành thử ra đối với tướng ông ấy nên dùng cái phúc để mà trị dân trị nước hơn là dùng quyền. Ông dùng quyền thì nó sẽ đi vào cái chỗ tranh đua khủng khiếp, là vì cái chán ông ấy nó thấp lắm, cũng gần như cái chán Kennedy vậy, lồi lõm, cái cung hưởng không có nhiều. Thành thử ra kẻ thù nó sẽ nổi lên rất nhiều và từ mọi phía, và không hiểu là ông có đủ sức để mà chống đối hay không. Nhưng mà nếu ông dùng đức đó thì ông ấy được chiếm được cả tất cả trong nước ông ấy một cái địa vị có thể lớn hơn của ông Mao Trạch Đông. Nhưng mà đối với các nước láng giềng, người ta cũng sẽ quý mến ông ấy, là vì ông có thể làm cho người ta khốn khổ mà ông không làm, người ta sẽ quy phục ông ấy tự tâm chứ không phải là tự vì ép buộc. Hiện nay đó là ông Tập Cận Bình hình như là đang dùng cái hình ảnh của Mao Trạch Đông để mà củng cố quyền lực. Có người cho rằng là sẽ có xáo trộn ở trong nước mà Tập Cận Bình sẽ đóng một cái vai trò gọi là thẳng tay để mà diệt những cái phe đối phương. Mắt ông Tập Cận Bình vừa nhỏ vừa dài. Nếu là một người bình thường thì mình bảo đó là mắt của một kẻ gian. Nhưng mà mắt là một vị lãnh đạo Trung Quốc, lãnh đạo thế giới, thì đó là mắt của một người nhìn xa thấy rộng. Tập Cận Bình sẽ không có rơi vào trường hợp Mao Trạch Đông giết chết người một cách vô ích. Tập Cận Bình nếu có giết người thì giết phải có mục đích rõ ràng, chứ không có giết một cách vô ích, là vì ông ta nhìn thấu cả hàng trăm năm về sau cái nước Trung Quốc nó sẽ như thế nào.
Đó cũng là giải thích tại sao mà Tập Cận Bình lại có một cái chính sách là hòa hoãn với lại Hoa Kỳ để lo dẹp chuyện nội bộ. Vâng, có thể đó là cái lý do mà tướng ông ta nó đã biểu lộ. Ông ta có một cái đặc điểm mà tôi quan sát và tôi rất rất lấy làm thích thú, là ông ta là người mà khi cười chỉ cười miệng mà mắt không cười. Chúng ta thường thường là cười gọi là cười tít mắt đấy. Vâng. Tức là cười miệng mà cười thì mắt cũng cười, chỉ ít khi có người nào mà lại cười miệng mà không cười mắt. Tức là ông ấy cười đấy nhưng mà vẫn rình thằng nào mà chơi xấu ông ấy thì ông vẫn thấy như thường, chứ không có phải là rơi vào cái phút sảng khoái mà để quên cả cái tính mạng của mình. Tức là ông này là một người có đảm lực. Có đảm lực, đảm lực lắm. Cái má ông nó vuông mà nó cái cầm ống nó chắc. Cái chính sách của Trung Quốc đối Việt Nam ảnh hưởng rất là mạnh, nhất là những cái chính sách lấn áp Việt Nam bây giờ. Thì thưa ông, những cái người lãnh đạo chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, điển hình là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng này, ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang này, ông Tân Dũng này, theo tướng mệnh thì các ông này có đủ cái bản lãnh để mà đối phó hay không? Và tương lai của Việt Nam, cái vận nước nó có xấu không? Ông Nguyễn Phú Trọng, lần đầu tiên tôi nhìn thấy thì tôi thấy ông ta là một ông đồ nho, một ông giáo làng, một người mà hàng năm nói đi nói lại nhân chi sơ tính bản thiện, không có đi ra khỏi mấy cái câu căn bản như vậy. Thế ông Trương Tấn Sang? Ông Trương Tấn Sang thì trên tướng nó có bốn yếu tố mà để người ta làm kết luận khi người ta xem tướng một người. Cái yếu tố thứ nhất đó là cái hình tướng, xem nó có mạnh mẽ hay là yếu ớt, nó cao, nó thấp, nó tròn, nó vuông. Cái thứ hai là thanh tướng, tức là xem cái nội lực của người đó. Một người tướng con hổ mà âm thanh ra như là con dế, một người tướng con dế mà âm thanh ra cho con hổ, một con rồng mà âm thanh ra cho con giun, thì những cái đó mình để mình tính cái thuận cái nghịch của tướng số. Cái thứ ba tức là cái sắc tướng. Sắc tướng để nó báo hiệu là cái chuyện lành sắp tới hay là chuyện dữ sắp xảy ra, và thời còn hay không hay là thời đã hết. Và cái thứ ba, cái thứ tư là cái quan trọng nhất là cái thần khí. Cái thần khí, một cái ông tướng đứng trước tam ba quân mà nếu mà thần khí nó mạnh thì lòng quân nó sẽ sôi sục sục lên khi bước chân ra khỏi trại để đi tấn công địch. Nhưng mà nếu mà cái thần khí của ông tướng đó mà kém, nói mà hơi ra đến trường miệng đã rơi xuống, thì quân lính sẽ chán nản và cái thua ngay từ trong sân trại chứ không cần phải ra mặt trận nữa. Thành thử ra bây giờ muốn biết ông Trương Tấn Sang về hình tướng thì đẹp lắm, vuông vắn đỏ kia. Về sắc tướng thì xấu, là vì trông như là người đang có bị bệnh nguy hiểm tới tính mạng. Về thanh tướng thì tôi chưa được nghe ông ta nói, và tôi cũng chưa bao giờ có để ý nghe ông ta nói. Nhưng mà về thần khí đó thì mình chỉ việc lấy cái hình của ông ấy đứng bên cạnh ông Tập Cận Bình, so sánh cái thần khí của hai người thì mình biết là ông Trương Tấn Sang xếp vào cao hơn, bằng hay là thấp hơn. Còn ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có hy vọng gì chắc? Ông Nguyễn Tấn Dũng là người rất là có khả năng, mắt ông rất là có uy quyền, trán rộng, thông minh. Ông Dũng cần phải có người phụ tá thật giỏi thì mới làm đến chuyện lớn được. Nhưng mà cái kiềng ba chân là ông Trọng, ông Sang với ông Dũng, mà hai chân gãy rồi, còn một chân mà thiếu tả hữu, thì cái chân đó cũng không có làm được cái chuyện gì cả. Cho nên ba người này sẽ lúng túng trong cái chuyện là không biết làm cái gì giữa với nhau, chứ đừng nói là làm cái gì với người khác. Với lại Trung Quốc hay là với các nước khác. Giờ dĩ Việt Nam nó không có một chính sách rõ rệt, đó là vì cái ba cái chân đó nó đá lẫn nhau, nó không có hợp với nhau. Chẳng hạn như là trong chuyện cổ, người ta vẫn nêu cái tình kết nghĩa anh em của Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi, và người lãnh đạo tinh thần là Khổng Minh, thì người ta vẫn phải đi vào bộ, phải có đủ bộ thì mới làm chuyện lớn được. Ông ấy cũng có khả năng đối địch với Trung Quốc được, nhưng mà đối địch bằng cái né tránh, là vì chân đứng không vững. Đầu thì rất đẹp nhưng mà chân đứng không vững, thì thử ra đứng về tướng thì người ta kết luận là ông phải lo cái chân ông cho nó vững đã, thì ông mới đối đầu với người ta được. Nó không có, chỉ có né thôi. Tướng mạnh như thế, tình trạng như thế thì đưa đến cái vận xấu của đất nước chứ. Đúng vậy, trông tướng của con cái biết cha mẹ có thành công hay không, trông tướng cha mẹ biết con cái có khá hay không, thì trông dân chúng khổ sở, gái bán cho Taiwan, bán cho Đại Hàn, bán đi các nước làm lao động. Đất nước như vậy là có thể kết luận là lãnh đạo khá được. Lãnh đạo khá thì dân chúng phải khá,
Nó có bát cơm mà ăn. Chẳng lẽ là không có một cái con đường nào cùng tắc biến, biến tắc thông thì chắc nó cũng phải đến một cái ngày nào đó mà nó khá hơn. Việt Nam nó là một linh địa. Mà theo cuộc diễn với chúng tôi có thảo luận với nhau nhiều lần, thì cái B-52 nó bỏ Việt Nam là nó phá hủy tất cả những cái gì mà người đầu người ta mình nói trong cái sự tin tưởng là nó yểm mình, thì tất cả những cái gì nó yểm đó nó bung ra hết. Thì khi nó bung ra như vậy thì nó cần một thời gian để nó lắng động lại. Sau thời gian đó thì đất nước sẽ thanh bình và sẽ phú cường. Nhưng mà nhìn thực tế thì xem những yếu tố làm cho nó phú cường có hay không. Thì tôi được may mắn tôi về nước 3 lần đi công tác cho Ngân hàng Thế giới. Thì tôi gặp đến các trường học, tôi xem trẻ con gặp ở ngoài đường, xem người lớn. Thì người lớn thì tướng xấu lắm. Mặt mũi vêu vào, mồm không có đẹp. Tại sao tôi nói mồm không đẹp? Tại cái người văn minh đấy, cái miệng nó đẹp lắm. Cái người không văn minh, cái miệng nó như cái mõm ấy. Thì nhưng mà trẻ con nó còn ở học đường nữa thì chán rất đẹp. Chán đẹp tức là đời chúng nó sẽ may mắn. Mắt rất rất tốt, chứng tỏ nó là những người chính nhân quân tử. Tai nó vượng, tức là nó có thời có vận. Đi đứng nghiêm chỉnh, tức là nó có thế có lực. Thì những đứa trẻ đó sau này nó sẽ gánh vác đất nước, cái tinh hoa của đất nước. Và tôi nghĩ là nó thời gian cũng không có lâu lắm. Với lúc tôi xem thì đứa trẻ đó vào khoảng độ mười mấy tuổi, thì cộng với 30 năm thì nó phải 40 mấy, khoảng 45, 50. Thì những đứa trẻ đó rất là, có thể nói là giường cột chắc chắn cho cái sự phồn thịnh của đất nước. Mà Việt Nam theo quẻ thái ất tính thì sẽ có 5 năm, 500 năm thịnh trị. Và cái thời gian nó sẽ không có xa lắm. 500 năm thịnh trị. Vâng. Thời gian. Theo ông ước lượng thì cái tình hình mà vẫn xấu đó, nó độ bao nhiêu lâu nữa thì có thể là phục hồi lại được? Người ta nói thường thường kể từ lúc mà nó thống nhất thì vào khoảng 50 năm. 50 năm. Thế thì theo đối chiếu với lịch sử, mình đã có từng bị 1.000 năm mà đô hộ phương Bắc, nhưng mà dân tộc Việt Nam vẫn đứng vững. Cái vận xấu của hiện giờ chỉ là có tính cách giai đoạn. Giai đoạn để cho nó lắng động cái hậu quả của cái bom B-52 nó bỏ xuống đất nước. Nó lắng động xuống thì người tài cây tốt nó mới mọc lên được. Và mong rằng đó, một ngày nào đó trong cái giới lãnh đạo của chính quyền Việt Nam sẽ xuất hiện những các cái nhân vật mà có những các cái tướng mạnh tinh khôi. Hạt giống đều tốt cả. Thì thế nào cũng sẽ có lãnh đạo tốt đứng ra. Xin cảm ơn giáo sư Trần Quang Quyến đã dành cho chúng tôi một cái buổi nói chuyện rất là thích thú và hữu ích này. Xin cảm ơn ông Trình Sinh Long. Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng những nhận định về nhân tướng của tác giả Trần Quang Quyến qua lăng kính của tướng Pháp Ngô Hồng Diễn đã mang đến cho chúng ta một số thông tin lý thú và hữu ích để chúng ta có thể chiêm nghiệm về mối tương quan giữa tướng mạnh của cá nhân, đặc biệt là của những người cầm quyền, có thể ảnh hưởng như thế nào đến vận mệnh của tập thể, của đất nước. Để kết thúc, chúng tôi xin trích lời nhận định của nhà văn Sơn Tùng trên trang mạng diễn đàn Việt Thức như sau. Với quyển Tướng Pháp Ngô Hồng Diễn, tác giả Trần Quang Quyến đã giới thiệu với người đọc một khoa nhân tướng được trình bày theo tinh thần khoa học. Từ cách quan sát các sự kiện, cách lập luận, cách sử dụng các tướng luật như những chìa khóa để mở ra cánh cửa vào lĩnh vực thường được coi như huyền bí của vận mệnh con người. Chúng tôi được biết là tác giả đã tặng tất cả số tiền bán sách này cho quỹ từ thiện của Hội Bạn Người Mù do chính ông thành lập từ năm 2003. Tất cả số tiền đó được dùng để thực hiện những ca mổ mắt cho những người nghèo bị khiếm thị tại Việt Nam. Mà đến nay theo ghi nhận mới nhất, Hội đã giúp chữa trị cho gần 2.000 bệnh nhân. Để biết thêm chi tiết về việc mua sách, xin quý vị liên lạc thẳng với tác giả về địa chỉ điện thư Trần Quang Quyến @yahoo.com. Thưa quý vị, chương trình Người và Việc do Đinh Sinh Long thực hiện xin tạm ngưng ở đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kỷ niệm 35 năm Nhật Báo Người Việt, 35 năm mới có một lần, chương trình discount 90% quảng cáo cho các cơ sở thương mại mới thành lập.
đặc biệt dành cho các doanh nghiệp nhỏ, thành lập từ 22 tháng 2 năm 2013 đến 11 tháng Giêng năm 2014. Chương trình áp dụng từ 22 tháng 8 năm 2013 đến 11 tháng Giêng năm 2014. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với tòa soạn Nhật báo Người Việt, 14771-14772 Moran Street, Westminster, CA 92683, điện thoại 714-892-9414 hoặc vào trang nhà báo điện tử Người Việt www.nguiviet.com. Trân trọng kính chào.